Hello, chào cả nhà. Hôm nay là chương trình làm đẹp. Thường thì mình làm đẹp một mình, nhưng mà hôm nay có cô bạn mình tới. Mình sẵn có cô bạn rồi, mình giới thiệu cho các chị hoặc là các anh cũng được, tại cái này cũng có thể cho các anh một cái bộ làm đẹp. Đây gọi là Galvanic Facial Spa. Cái máy này có cái tác dụng là kích thích làn da và làm rất là sạch, rất là sâu trong cái da của mình, lấy cái chất dơ ra, rồi chống nhăn. Cái máy này có thể giúp mình trẻ từ 5 tới 10 tuổi. Khi mà mình không có cái thời gian mình để ra làm facial, mình có thể tự ở nhà chăm sóc mà không phải mất thời gian, không phải mất tiền. Còn nếu cái gì mình có bạn bè mình tới chơi thì mình có thể tự làm đẹp cho nhau. Chẳng hạn như hôm nay có ái hoa, mình làm đẹp cho ái hoa. Và ái hoa có thể sau đó làm đẹp lại cho mình. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nha. Đây là cái step đầu tiên, mình sử dụng cái nước Nat Calmix. Cái này nó làm cho cái da mình mềm. Cái này không phải là chỉ là cái da mềm thôi, mình còn một cái trick rất là hay, nhưng mà khi mà có dịp khác, một cái video khác mình sẽ cho mọi người biết cái này dùng cho loại nào nữa. Rất là hay mà cái này mình học được từ của khách hàng của mình. Hôm nay mình sẽ không qua cái đó. Bây giờ đây là cái rửa mặt. Mình có thể có 1, 2, 3 là đủ rồi. Khi mình làm thì mình sẽ thấm đều ra. Tuyệt vời đấy. I love you. Yeah. Phụ nữ thì ai cũng thích đẹp hết. Mà thì khi mình rửa mặt thì mình cũng sẽ đánh theo cái chiều lên. Đây là vừa xếp thời gian vừa xếp tiền với mẹ. Yes, mà đây là một loại sản phẩm của công ty chống lão hóa, làm đẹp một cách tự nhiên. Khi mình rửa mặt càng sạch đó thì khi mình làm thì nó có hiệu quả nhiều hơn. Và đặc biệt là khi mà nếu mà mình có make up thì mình nên rửa kỹ hơn để lấy cái make up ra. Và bây giờ mình có thể bây giờ tới cái lúc mình sẽ sử dụng máy thì mình có thể sử dụng bằng cách này, mình có thể để cái này vô cái tay, nhưng mà mình thì mình muốn nó dễ hơn là mình sẽ để thẳng vô trong cái đầu máy này. Ở đây không phải là chạy bằng điện hay bằng pin nha. Cái này là lấy từ cái năng lượng của mình. Nếu như mà mình làm cho người khác thì một cái tay của mình sẽ chạm vào da bất cứ nơi nào cũng được, nhưng mà đặc biệt phải trực tiếp vào da. Còn nếu mà mình làm cho mình không thì mình không có cần, bởi vì chính mình sẽ dẫn cái năng lượng của chính mình vô cái máy này. Thì đây là số 4. Đầu tiên là số 4. Đây là số 4 thì mình gọi là negative, là điện điện âm. Cái này nó có cái tác dụng là sẽ mở da của mình ra, mở da mặt mình ra. Để mình tẩy nha. Thì ở đây cũng vậy, mình sẽ đi từ cái hướng từ ở trong ra và từ trên lên. Đặc biệt là nếu như mà nhiều người họ ở bị nhăn ở cái khóe mắt chỗ này thì mình sẽ tập trung cái nơi nào mà nhăn thì mình sẽ tập trung nhiều vào chỗ đó. Và nếu như mà da mặt mình mà bị nám thì mình cũng có thể tập trung vô cái chỗ đó để mình làm. Rồi, cả nhà có nghe cái tiếng không? Có tiếng động chít chít không? Ok, đó là cái sensor. Cái đó thứ nhất đó, báo cho mình biết là mình cầm đúng vị trí, cái máy nó vẫn hoạt động. Cái thứ hai nữa để cho mình biết là mình có thể là mình dời tới đi chỗ khác nhé. Cả nhà mà ai mà muốn có một cái da mặt thẳng đẹp thì bảo đảm cái này sử dụng 2 lần trong một tuần. Mình bảo đảm là từ 2 tới 3 tháng nó sẽ có kết quả như mình muốn. Nhưng mà đặc biệt là mình nó cũng đơn giản, rất là dễ sử dụng. Nó rất là relaxing, so relaxing. Thấy trong mấy tiệm nail họ làm nhiều lắm, chị cũng làm nhiều rồi tiệm nail đúng không? Yes. Yeah. Khách chị lấy hẹn. Yeah. Cái video sau nếu muốn mình sẽ hướng dẫn các anh chị làm ở trong tiệm nail thu nhập thêm income, rất dễ làm, có hiệu quả mà làm gọn nhẹ vô cùng. Tại vì mình đã sử dụng trong tiệm của mình rồi. Yeah. Ok, cái tiếng chích 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 liên tục có nghĩa là đã qua 5 phút. Bạn này chù sơ đi cái lớp gel từ nãy giờ, tại vì mình nghĩ rằng lớp gel là dơ.
là lần thứ hai ha, mình cũng để giống như lần trước, mình cũng có thể để lên đây. Rồi mình sẽ chia đều trên cái mặt đây. Rồi, hồi nãy mình là bấm số 4 là lần đầu tiên, bây giờ là mình bấm số 3. Đây là positive, có nghĩa là điện lên dương. Đấy, mình cũng sẽ những cái động tác cũng sẽ giống như cái lần trước. Mình sẽ đánh từ trong ra, từ dưới lên 180 độ. Đây lên. Đặc biệt nếu như mà mình có nhiều cái nếp nhăn ở đây, mình sẽ tập trung nha. Cô này chắc tại nhờ cổ đánh nhiều quá hay sao, cô không có nếp nhăn. Alright, cái công dụng của lần thứ hai là tại khi hồi nãy mình đã để cho cái da cái này nó mở ra, thì cái công dụng thứ hai, cái điện dương này nó sẽ làm cho cái da mặt của mình thấm vô những cái gì mình làm nãy giờ. Nãy nó vừa tìm năng, nó hút những cái dơ bẩn sâu đúng không, trên lông của mình. Chính xác luôn. Còn cái lần thứ hai là nó làm cho mình mất đi nếp nhăn và nó xanh căng cái cơ. Thank you Ái Hoa bổ sung là chính xác nhất. Thì cái lần đầu mình đi đó thì làm tẩy cái chất dơ rất là sâu trong cái da của mình, những cái lỗ chân lông. Và cái lần thứ hai như cái này để nó hút nó trở lại. Nâng cái cơ mình lên. Rồi, bớt cái nếp nhăn vậy. Chạy xe đứng rõ tập trung. Chính xác. Ngày xưa cái đôi mắt của em nhăn nhiều lắm. Bây giờ em xin ủi tỏ. Đây là bằng chứng là cô bạn của mình đây. Một người rất là mê mái này. Tại vì cái đôi mắt của cô này rất là bị nhăn trước đây. Thì bây giờ da mặt rất là thẳng. Nhờ ủi cái máy này gần hai lần. Yes. Ngày xưa nó nhăn nhiều lắm, nên đôi mắt của em cười nó nhăn đóng luôn. Mà bây giờ nó xuyên ngồi riết cho nó mất được cái nếp nhăn. Anh chị có thấy da mặt của Ái Hoa không? Rất là đẹp. Rất là căng. Bốn cái đi tuyển căng nhờ xuyên đến nước. Thật ra thì không có phụ nữ xấu, thì chỉ có phụ nữ không muốn làm cho mình đẹp. Tuổi xuân nó qua nhanh lắm. Không chăm sóc nó là thì nó thấy như nhăn này thì có biện pháp hết. Nếu như mà mình xài đúng sản phẩm, xài đúng cách, thì hôm nay là cả nhà xem mình làm là mình giới thiệu cái sản phẩm này là một, cái là cái cách làm là hai, mình bảo đảm là làm trong vòng 3 tháng trở thành professional. Professional. Cái này mình đặc biệt ha, không phải là chỉ có làm sạch da, căng da mặt, giảm cái nếp nhăn mà còn trị được cái vết nám. Nó bị nám nó nhạt bớt đó chị. Làm nó sáng, nó sáng da nhạt. Nhìn da mặt cô này là biết rồi. Hồi xưa em cũng bị nám, hồi đó dùng cái kem của gì đó xịt xịt đồ hả. Bà không biết á, bà đi thường là đi học có cứ đứng đợi xe bớt ngoài nắng. Trời ơi, nó nám hai cái nám. Mà không biết vì sao sực nhớ lại rồi thì ra mình xài cái kem đó mà mình đứng dậy nắng. Mấy nó không hết á chị, lâu lắm lắm. Mà từ nhiên giờ nó mất đâu em cũng không biết mất cái nào nữa. Chắc mình xin xài đợt này, xin xài mấy cái này cho nên nó đợi. Thật ra thì nám rất là khó trị. Nếu mà trị không nám ngoài da, nám ngoài da thì dễ hơn, nám hơn. Rồi, đã hết ha. Sau 5 phút thì cái máy này nó sẽ beep liên tục là mình biết là time's up. Bây giờ là cái lúc mình cũng sẽ lấy cái chất gel này ra. Rồi, thấy thế nào? Quá dễ ha, quá đơn giản. Thật ra mình gặp Ái Hoa trước đây 2 năm thì bây giờ nó quá khác, cái da mặt lạ lùng. Ok, đây, sau khi mà mình lấy cái gel nó ra thì đây là cái mask, gel mask. Cái này có cái công hiệu là sẽ giữ lại những cái gì mà mình làm nãy giờ, phải không? Mình cũng sẽ để đều ha. Và khi mình để đều như vậy, mình sẽ massage nha.
Cái massage có cái công hiệu thứ nhất là mình làm cho cái lưu thông máu lưu thông, cái thứ hai là mình làm cho cái chất chiamas này nó absorb, có nghĩa là nó thấm vô trong cái da mình tốt hơn. Rồi ha, cho ái hoa dừng lại chút xíu, tại vì cái này nó thể mình để là khoảng 5 phút ái hoa ha, để cho nó thấm nha. Thì trong lúc 5 phút á, mình có thể rửa dọn dẹp lá súp ha. Ok, một bí mật nha, cái này không phải làm cho mặt không, đố ái hoa. Anh biết phụ nữ mình thôi nha. Các anh thì không cần biết cái này, tại không cần. Nhưng mà ơi, ái hoa nói đi. Thấy một lần của cái bà người Tàu á chia sẻ mà bà làm cho em coi luôn á, bà đánh cái vòng ngực á, yes, được 2 cốc á. Yes. Mà hoặc là những lúc mà mình nhức mỏi á, người ta đánh cái bờ vai mình, tại vì họ nói thường thường mà mình nhức mỏi á, tất cả nó đặt tập trung cái bờ vai của mình á, khi mà họ đánh cái bờ vai xong rồi tự nhiên người hai cái vai mình nó nhẹ và nó cái họ đánh bên vòng ngực thì nó giúp cái vòng ngực nó căng. Yes, đúng rồi, cái này cho cái vòng ngực nhé. Nếu mà mình tại cái này là nâng cơ thì mình biết là khi cái tuổi thì cái vòng ngực của mình, cái vòng một của mình nó sẽ bị xẹp, thì sử dụng cái máy này. Cái này thì dĩ nhiên là mình sẽ không làm demo được, sorry. Nhưng mà các chị có thể làm ở nhà. Và nếu như muốn biết thêm chi tiết á, inbox cho mình, gọi mình sẽ chỉ cách cho các chị làm và nâng cái vòng một của mình lên. Tuyệt vời. Gọi cho mình nha. Gọi cho mình rồi các chị sẽ thấy là nó sẽ có hiệu quả như thế nào. Nếu mà các chị hay là các anh, cái này thì các anh nha, nếu mà có làm mặt á, muốn thêm chi tiết và các hướng dẫn á, thì cứ gọi cho mình. Bởi vì có một số các chị cả nhà mình có thể sử dụng, có đã có cái này rồi nhưng mà sử dụng chưa đúng, đôi lúc nó chưa có cái hiệu quả, thì cứ trực tiếp liên lạc với mình thì mình sẽ chỉ lại cho. Bởi vì khi mà cái này mình có đúng sản phẩm nhưng mà nếu mà mình sử dụng chưa đúng cách thì cái hiệu quả nó cũng chưa có đạt tới 100%. 5 phút rồi ha, bây giờ mình sẽ lấy cái gel mask này ra cho ái hoa. Ở đây có thêm một chút xíu một chi tiết nha, tại vì cô này thật ra thì cổ không có cái nếp nhăn để cho mình đánh cái này, nhưng mà mình có thể đánh cái đưa mắt được không, đưa mắt ha. Đây là light corrector, đã thay đổi cái đầu ha, tại cái này mình sẽ đánh trong cái bộ máy này đi kèm, nó sẽ có 2 đầu. Cái này là sẽ sử dụng đặc biệt vô những cái chỗ cái nếp nhăn. Người nào mà bị nhăn đưa mắt với khóe miệng nhiều mình dùng cái đó, cái trắng. Đánh vô nếp nhăn đặc biệt thì mình sẽ dùng số 2. Và ở trong này chỉ có 3 phút thôi. Hồi nãy làm số 3 và số 4 là 5 phút. Nhưng mà cái này thì là chỉ có 3 phút thôi. Okay, mình sẽ tập trung vô cái nếp này. Với nâng con mắt lên, mấy người hay bị xê mắt thì yes, mình đi vừa dòng phân là mình nâng lên. Đây, hai hoa có bổ sung thêm ha. Mình có thể đưa lên, mình nâng nó lên. Nâng nó lên, mình sẽ tay mình sẽ dễ cái này thành cho mình đi cho dễ ha. Mình nâng nó lên. Và phần đông cái vấn đề mà cái đuôi mắt bị nhăn với là cái mắt của mình bị sẹo rất là từng từng đấy, khi mình lớn tuổi rất cái cơ của mình á nó không còn săn nữa. Ở đây sẽ giúp nâng lên rất là có hiệu quả đây. Là tập trung cao độ rồi. Alright, nó vẫn kia bíp bíp ha. Ok, nếu mà trường hợp các anh các chị mà xài sử dụng cái này nó không kia bíp bíp, có thể liên lạc với mình chỉ lại cho cách cầm. Nhưng mà hôm nay mình tập trung vô cái khóe mắt mà thôi. Rồi, ngắn cho nên thì đúng chuyện. Rồi, 3 phút của mình đã chấm dứt ha. Bây giờ xong cái phần này thì bây giờ tới cái phần dưỡng da. Cái phần dưỡng da thì mình có thể sử dụng những cái loại dưỡng da nào mà thích hợp cho cái da của mình. Ví dụ như chị thích hợp loại này, như ái hoa thích hợp loại khác. Thì trong cái video lần sau mình sẽ chỉ các bạn cái loại mà dưỡng da nào mà có hiệu quả nhất. Và rất là tuyệt vời, bởi vì có những cái dưỡng da tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Câu hỏi những cái thắc mắc chứ gọi cho mình nhé. Rồi mình sẵn sàng đáp ứng những cái tìm hiểu của cả nhà. Rồi xin chào cả nhà.